Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều môn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo hội mừng kính nhớ hai vị thánh, đó là bố và mẹ của Đức Maria và là ông ngoại bà ngoại của Chúa Giêsu, là Thánh Gioan và bà Anna. Tất cả chúng ta không biết nhiều lắm về tiểu sử của hai vị thánh này. Cái điều mà chúng ta biết chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời của hai vị thánh này, đó là sự sống thánh thiện, niềm tin phó thác vào sự quan phòng và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Và chắc chắn ông Thánh Gioan suốt cuộc đời của ông ta phục vụ trong đền thờ. Và ngày hôm nay giáo xứ Vĩnh Hòa chúng ta mừng bổ mạng của cái nhóm gọi là tự nguyện. Khi con đến đây thì nói rằng có một người trong phòng thánh nói rằng hôm nay bổn mạng của nhóm tự nguyện của giáo xứ, thì con hơi bị bất ngờ vì lần đầu tiên con nghe một cái nhóm với cái tên là tự nguyện. Và bác ấy nói rằng khi giáo xứ có những gì khó khăn, những gì nặng nhọc thì nhóm tự nguyện đến để gánh vác làm việc tất cả. Bài hát chúng ta thường hay nghe, đâu có tình yêu thương thì ở đây có Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay bộ mạng của nhóm tự nguyện, con cũng dựa vào cái bài hát đó để nói lên rằng đâu có những công việc nặng nhọc thì có mặt các anh em tự nguyện của giáo xứ. Và bài đọc hai ngày hôm nay chúng ta nghe về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu vô điều kiện, không ra bất cứ điều kiện gì đối với con người chúng ta. Cho dù chúng ta có phản bội lại tình yêu của Ngài, cho dù chúng ta có hận thù, ghen ghét Ngài, thì Ngài vẫn một lòng chung thủy với tình yêu mà Ngài đã dành cho con người chúng ta. Đến đây thì con xin chia sẻ ba khía cạnh của tình yêu. Bài giảng ngày hôm nay con chỉ suy nghĩ ra khi đến nhà thờ nghe nói là bổ mạng của nhóm tự nguyện. Và hôm nay con chỉ lên ớt để nói lên cái điều đó, để chia sẻ với anh em nhóm tự nguyện của giáo xứ Vĩnh Hòa. Có ba khía cạnh của tình yêu. Tình yêu, cái khía cạnh thứ nhất là với chữ nếu. Nếu anh đẹp trai, nếu anh giàu có thì em yêu anh, hoặc nếu em đẹp gái, em dễ thương thì anh yêu em, hoặc nếu thế này thế nọ thì tôi sẽ yêu bạn. Tình yêu với từ nếu, kính thưa bà cùng anh chị em, mà tình yêu với từ nếu thì sẽ không tồn tại vĩnh viễn. Vì khi sự giàu sang biến mất, khi sắc đẹp đã tàn phai, thì tình yêu cũng ra đi luôn, kính thưa bà cùng anh chị em.
đó là khía cạnh của tình yêu có điều kiện với tự nếu. Cái khía cạnh thứ hai cũng không khác cho lắm với khía cạnh thứ nhất, đó là tình yêu với tự vị. Vì anh thế này, vì em thế nọ, thì anh yêu em hoặc em yêu anh. Vì bạn thế này, vì bạn thế nọ, thì tôi yêu bạn. Khi cái từ vị biến đi, khi cái điều kiện mình đưa ra biến mất, thì tình yêu cũng cao chạy xa bay. Kính thưa bà Hồng Anh chị em. Thế nhưng có cái khía cạnh thứ ba của tình yêu, đó là với từ mặc dù, cho dù. Đó là một tình yêu vô điều kiện, biểu lộ tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Cho dù chúng ta có phản bội lại tình yêu của Ngài, thì Ngài vẫn một lòng chung thủy và mong chờ chúng ta quay trở về với vòng tay yêu thương của Ngài. Mặc dù chúng ta thế này thế nọ, mặc dù chúng ta sống trong một cuộc sống tràn đầy tội lỗi xấu xa, nhưng Ngài luôn luôn chờ chúng ta trở lại với vòng tay yêu thương của Ngài. Và tôi tin chắc chắn rằng các anh trong nhóm tự nguyện của giáo xứ Vĩnh Hòa cũng có một tình yêu với chữ mặc dù, cho dù. Họ không đưa ra bất cứ điều kiện gì khi họ đến đây để giúp đỡ giáo xứ, đặc biệt những công việc nặng nhọc, cũng chỉ vì tình yêu thương giáo xứ, tình yêu thương giáo hội mà họ đã làm tất cả mọi thứ chỉ vì tình yêu. Và trong thánh lễ này hôm nay, tôi xin cầu nguyện cho các anh trong nhóm tự nguyện hãy tiếp tục bước đi trên con đường tình yêu với điều kiện mặc dù, cho dù. Hãy đem hết khả năng, sức khỏe của mình để giúp giáo xứ, để giúp gia đình, để nơi đó mang lại sự hạnh phúc cho tất cả mọi người. Xin chúc mừng và tôi xin cầu nguyện cho các anh trong nhóm tự nguyện. Xin Thánh Gioan-kim và Thánh Anna luôn luôn đồng hành với các anh trong công việc phục vụ giáo xứ, phục vụ giáo hội. Amen. Từ đây mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để cùng với anh em tự nguyện chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho hội thánh, cho giáo xứ và cho những công việc phục vụ của anh em nhóm tự nguyện. Hội thánh luôn thay mặt Chúa để dạy dỗ và hướng dẫn con đường sống theo đường lối Chúa. Chúng con dâng lời nguyện xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong giáo hội được tràn đầy thần khí đức khôn ngoan, để các ngài dẫn dắt dân Chúa đi trên đường lối thánh thiện và không chỉ mà Thiên Chúa mong muốn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Mẹ Maria chính là con đường rõ ràng nhất để đến với Chúa. Xin cho chúng con luôn sống theo sự hướng dẫn của Mẹ. Như lời Thánh Benedicto đã nói, kêu xin Mẹ Maria, chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng. Bước theo Mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ bị lầm đường lạc lối. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay có nhiều cám dỗ khiến chúng con đã mất Chúa giữa lòng cuộc đời và tệ nạn hơn nữa. Nhiều lúc chính chúng con lại muốn loại trừ Chúa ra khỏi tâm hồn bằng những hoạt động tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con biết ăn năn không hối, giáo hòa cùng Chúa để Chúa đón nhận trong tình yêu.
xin Chúa, con sẵn sàng chấp nhận những vất vả khi là về và biết chúng trở thành một lễ và xuất phát từ lòng cuộc đời của chúng con. Lời mời gọi để mỗi người chúng con trở nên sống nhỏ bé trước Chúa, trước anh em, để chúng con luôn sống tinh thần yêu thương phục vụ. Xin Chúa đổ tràn phúc lành cho anh em tự nguyện trong ngày lễ hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi cao, Chúa đã muốn cho con một Chúa hạ mình xin làm người như thế. Để qua một cuộc trao đổi là một kỳ diệu, con người được tái sinh làm con Chúa. Xin mở lòng nhân hậu ban cho những người được Chúa nuôi dưỡng bằng ban dành đi cho con cái Chúa, được thăng hoa nhờ tinh thần nghi từ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thánh lễ đã xong, chúc anh